Trong thông báo ngày 20 tháng 8 gửi Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ cho biết nhận được đề nghị ngày 17 tháng 7 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VieMedimed đề nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận và chỉ đạo Bộ Y tế thẩm định nhanh hồ sơ đăng ký khẩn cấp vaccine COVID-19 Hayavac do nhu cầu phòng chống dịch bệnh. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế kiểm tra để hướng dẫn và thực hiện nhất quán việc quản lý nhà nước, bao gồm kiểm tra chất lượng, cấp phép, bảo quản và tổ chức tiêm miễn phí theo quy định, giao Bộ Ngoại giao xem xét, kiểm tra, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nhập khẩu vaccine. Được biết, vaccine COVID-19 Hayavac sản xuất tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vaccine Hayavac là vaccine bất hoạt, được sản xuất bằng việc nuôi virus SARS-CoV-2 trong môi trường nuôi cấy rồi sử dụng hóa chất để bất hoạt virus. Đến nay, tại Việt Nam đã có 6 vaccine COVID-19 được cấp phép khẩn cấp, bao gồm vaccine AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, vaccine Janssen, Verocell của Sinopharm và Sputnik V. Nếu được cấp phép khẩn cấp, đây sẽ là vaccine COVID-19 thứ 7. Hiện có 4 loại vaccine COVID-19 đang được tiêm chủng miễn phí tại Việt Nam gồm AstraZeneca, Moderna, Pfizer và Verocell của Sinopharm. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 16,3 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó hơn 1,63 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi.